Hiện các cơ quan quản lý cho biết pháp luật Việt Nam không công nhận tính hợp pháp của đồng tiền OneCoin này. Nếu đầu tư vào thì người dân sẽ tự gánh chịu mọi rủi ro. Và nếu sàn giao dịch OneCoin tuyên bố đóng cửa, toàn bộ số tiền thật của người dân đầu tư vào đây sẽ mất trắng, như tình trạng hàng ngàn người dân mất trắng tiền khi sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới MTGox sụp đổ. Giới chuyên gia trên thế giới đã lên tiếng cảnh cáo về những rủi ro lớn mà nhà đầu tư có thể gặp phải khi kinh doanh loại tiền ảo OneCoin. Theo thông báo trên website của công ty tạo ra đồng tiền ảo OneCoin.eu, công ty này có trụ sở ở Bulgaria với các hoạt động diễn ra trên toàn cầu, trong đó tập trung vào các thị trường cốt lõi như Đông Nam Á, châu Âu, Ấn Độ và châu Phi. Tuy nhiên, chuyên trang Cointelegraph hồi tháng 5 từng có bài phân tích cảnh báo rằng OneCoin bị nghi ngờ hoạt động theo mô hình lừa đảo đa cấp vì không có bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ cho những tuyên bố quảng cáo của họ. Trang này còn chỉ ra rằng nhiều giám đốc OneCoin từng tham gia vào các hoạt động lừa đảo khác. Những thông tin trên website về bằng cấp, kinh nghiệm của bà Ignatova không được tìm thấy trên các tài liệu khác. Ngoài ra, theo trang businessforhome.org, Ngân hàng Hungary hồi tháng 6 đã ra cảnh báo rằng, giống như tiền ảo Bitcoin, OneCoin là một kênh đầu tư đầy rủi ro. Bitcoin được giới thiệu năm 2008 và cơn sốt này bùng nổ vào tháng 12 năm 2013 khi giá một Bitcoin tăng lên mức kỷ lục là $1,200. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm 2014, sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất trên thế giới một thời ở Nhật Bản đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau khi thông báo mất trộm số tiền ảo trị giá gần nửa tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, Bitcoin chỉ còn dao động ở mức giá khoảng 240 đô la Mỹ. Thời gian gần đây tại Việt Nam, khá nhiều người đã dùng tiền thật để mua các đồng tiền ảo OneCoin trên mạng với kỳ vọng sẽ sinh lời gấp 5 lần trong vòng từ 5 đến 7 tháng, sinh lời 26 lần sau 2 năm, quả là một mức sinh lời hấp dẫn. Tuy nhiên chị Hải Hằng có biết không, hình thức hoạt động của OneCoin thì cũng khá giống với đồng tiền ảo Bitcoin đã từng khiến hàng ngàn nhà đầu tư mất trắng hàng trăm triệu đô la Mỹ trong năm 2013 và năm 2014. Chính vì vậy khi đầu tư vào đồng tiền ảo OneCoin sinh lời thì chưa thấy đâu, nhưng người dân có nguy cơ mất trắng toàn bộ số tiền vốn đã đầu tư. Từ đầu năm 2015 tại Việt Nam xuất hiện nhiều trang web giới thiệu cơ hội đầu tư kinh doanh OneCoin. Một loại tiền kỹ thuật số dựa trên các thuật toán tiên tiến, có độ bảo mật rất cao do tiến sĩ luật sư Ruja Ignatova, cũng là người tư vấn chiến lược cho Bitcoin tạo ra. Theo các trang web này quảng bá, đầu tư 155 triệu đồng từ đầu năm sẽ được nhận 60.000 token, 12 tokens sẽ đổi được một OneCoin. Sau đó, số lượng token sẽ được nhân đôi 2 lần vào tháng 6 năm 2015, lên thành 240.000 token, bằng 20.000 OneCoin. Sau đó, nếu bán toàn bộ vào thời điểm tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2015, nhà đầu tư sẽ được thu về 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, tức là lợi nhuận lên đến 500% đến 770%. Thậm chí, nếu nhà đầu tư chỉ bán 50% OneCoin vào thời điểm tháng 8 hoặc tháng 9, sẽ thu được 450 triệu đến 600 triệu đồng. Và 2 năm sau sẽ bán nốt 50% còn lại và sẽ thu về 3,6 tỷ đồng đến 7,2 tỷ đồng. Như vậy, thấp nhất sau 2 năm, nhà đầu tư sẽ thu về 4,05 tỷ đồng và cao nhất thu về 7,8 tỷ đồng, tức là sinh lời từ 2.610% đến 5.032%, một khoản lợi nhuận gần như không tưởng. Trên thực tế, một số nhà đầu tư đã mua OneCoin cho biết hiện họ đã bắt đầu bán được OneCoin. Tuy nhiên, mỗi ngày họ chỉ được bán nhiều nhất là 50 OneCoin, và nếu không có người mua, thậm chí họ không bán được. Và sau 8 tháng đầu tư, lợi nhuận chưa thấy đâu, nhưng các nhà đầu tư vẫn chưa thu được 50% nguồn vốn.